Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ của VNTV buổi tối hôm nay, và xin mời quý vị chào đón một người nghệ sĩ rất là khả ái của chúng ta, đó là nghệ sĩ Tây Văn Cầm chuyên về nhạc cổ điển Nguyễn Phương Thảo. Trước hết chào Phương Thảo. Dạ, chào chị Vân Anh và xin kính chào quý khán giả của đài VNTV. Thưa quý vị, nghệ sĩ Tây Văn Cầm Phương Thảo đến với California của chúng ta trong một thời gian rất là ngắn, nhưng mà ngay lập tức cô đón nhận sự yêu thương của tất cả quý vị khán thính giả tại miền Nam California. Yeah. Thưa quý vị, được biết nghệ sĩ Tây Văn Cầm Phương Thảo đã tốt nghiệp bằng bachelor, tức là bằng cử nhân tại Nhạc viện Sài Gòn vào năm 2000, phải không Phương Thảo? Và sau đó thì Thảo, sau khi tốt nghiệp thì Thảo ở lại trường để giảng dạy và sau đó tiếp tục học và đạt được cái bằng cao học về guitar và giảng dạy. Thảo có thể nói thêm về điều này. Dạ, thì coi như là Thảo, cái thời tuổi thơ của Thảo thì coi như cho hết cái niềm đam mê cho cây đàn guitar. Thì bắt đầu từ bé thì đã bắt đầu vào với cây đàn guitar rồi chị. Và học suốt cho tới 2000, giống như chị nói là Thảo cũng tốt nghiệp cái bằng cử nhân và ở lại trường giảng dạy luôn cho tới lúc mà mình qua định cư. Thì trong cái quá trình mà Thảo đi dạy thì Thảo có học thêm về cái bằng master, là nó gọi là bằng cao học. Dạ, cũng về chuyên về là giảng dạy là chính và perform chỉ là phụ thôi. Dạ. Và được biết là Thảo cũng đã dự một cái cuộc thi tại Mỹ. Cái cuộc thi này nó cũng đặc biệt và quan trọng lắm. Thảo có thể chia sẻ về điều này. Dạ. Cái cuộc thi đó ở Mỹ thì cứ 2 năm tổ chức một lần. Thì cái lúc mà Thảo thi là trước khi bắt đầu bước chân vào trường dạy là năm 2000. Nó mang tên là Springtime de la Guitar, có nghĩa là cung đàn mùa xuân. Thì tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ tụ về thi và nó chia ra cũng là 2 bảng, bảng lớn và bảng nhỏ. Thì lúc đó mình đang ở cái lứa tuổi của bảng lớn và tham gia lần đầu tiên cọ sát với quốc tế thì Thảo vào được cái top để mà vào vòng 2. Vâng, thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà Phương Thảo đón nhận được sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của quý khán thính giả tại miền Nam California của chúng ta. Tại vì ngoài việc cô là một người nghệ sĩ Tây Văn Cầm, cô còn là một cô giáo giảng dạy về guitar nữa, phải không Phương Thảo? Dạ, đúng rồi. Phương Thảo có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả tại San Diego, được biết là ngay từ nhỏ là Phương Thảo đã mê chơi đàn guitar, hay là bố mẹ khuyến khích đi học, hay là như thế nào? Dạ, ngay từ nhỏ thì thật sự là đam mê, là cũng chưa gọi là đam mê đâu chị, tại vì bắt đầu mấy tuổi vậy đâu, chút xíu là mới học lớp 1 á. Wow. Dạ, first grade á, là tại vì ở chung cư thì có mấy anh chơi đánh đàn hay lắm, cứ tối ngày cứ lấy vừa đàn ra vừa hát thôi, cũng không bao giờ nghĩ mình đi chuyên nghiệp. Thì cũng xin gia đình cho đi học để vừa đàn vừa hát thôi chị, chơi cái lứa tuổi bé bé vậy đó. Rồi sau một thời gian thì cái người mà hướng dẫn mình thì người ta thấy mình có khả năng, xong rồi họ khuyến khích mình đi về classic. Và khi đó mình bắt đầu mình chuyển hướng qua mình học classic. Dạ, rồi sau một cái thời gian dài học học classic chẳng mất khoảng 1 năm, 2 năm gì, bắt đầu là thi vào nhạc viện luôn. Và lúc đó là khoảng năm 87. Dạ, là lúc đó là theo suốt luôn cho tới ngày tốt nghiệp và ở lại trường cho tới bây giờ luôn chị. Khi mà Phương Thảo chọn lựa về cái đi vào con đường về nhạc classic cổ điển đó, thì Thảo thấy là cũng ít người theo cái ngành đó, phải không Thảo? Dạ, thấy mấy anh nam thì nhiều, nữ thì ít lắm chị. Tại vì hình như là nó hơi khó với phái nữ. Dạ, tại vì khi mà bấm vào thì nó, bàn tay của con nít thì nó cũng đau. Và khi mà Thảo dạy thì Thảo cũng dạy về loại nhạc cổ điển luôn. Dạ, có dạy về cổ điển và dạy ở ngoài thì dạy cho mấy bé nhỏ nhỏ vào đàn, đệm và hát những cái bài các bé yêu thích. Và song song đó cũng đào tạo cho những cái giáo viên để mà ra giảng dạy lại cho các em, dạy hát lại ở trường phổ thông cho các em. Và suốt trong thời gian mà Thảo còn ở Việt Nam đó, thì ngoài việc mà Thảo giảng dạy thì Thảo có những cái chương trình ca nhạc và sinh hoạt như thế nào? Dạ có chị, có nghĩa là trong cái thời gian mình học mình cũng có đi thi. Ví dụ như vào năm 91 thì Thảo với một người chị song sinh có thi một cái chương trình gọi là biểu diễn về ca múa nhạc toàn quốc, coi như là cả nước thi luôn. Thì lúc đó được cái huy chương vàng về cái tiết mục song tấu, đó là cái giải thưởng đầu tiên. Và sau đó thì có những cái giải thưởng ở trong nước, cũng có thi và cũng có giải. Dạ, rồi song song đó vừa học vừa đi diễn vừa đi dạy, thì với sinh hoạt và thu hình ở các đài truyền hình ở trong nước mình luôn. Vâng, thưa quý vị, nói đến đây thì chắc là chúng ta phải nhờ cô Phương Thảo gửi đến quý vị một màn độc tấu Tây Văn Cầm
về thể loại nhạc cổ điển do chính ngón đàn thật là điêu luyện của nghệ sĩ Phương Thảo. Phương Thảo sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm tên gì Phương Thảo? Dạ, lần đầu tiên đến với khán giả Santiago và với đài VN TV thì Thảo xin gửi là cái bài đơn giản nhất mà quen thuộc nhất là khi mà đàn lên thì ai cũng biết, đó là bài Romance Guitar. Dạ. Vâng, mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Vâng, quý vị vừa thưởng thức một màn độc tấu tây ban cầm về loại nhạc cổ điển với ngón đàn tuyệt vời của cô nghệ sĩ rất là khả ái của chúng ta Phương Thảo. Được biết là vừa qua tại miền Nam California thì cũng đã có một cái chương trình đặc biệt với cái ngón đàn của Phương Thảo. Phương Thảo có thể nói về cái chương trình đó là lần đầu tiên tại hải ngoại hay là lần thứ mấy và như thế nào? Dạ, cũng là lần đầu tiên chị ạ, tại vì trước đó Thảo cũng có sinh hoạt cộng đồng nhưng mà chỉ là tham gia với các nhóm thôi, giống như nhóm Ngàn Khơi ở miền Nam Cali và làm một số chương trình cho các anh chị hoặc tham gia về đánh đàn cho các nhà thờ. Dạ, rồi sau đó Thảo mới quyết định là mình giới thiệu mình trước khán giả của miền Nam Cali. Đúng rồi. Dạ. Và làm một cái chương trình riêng của Thảo gọi là Phương Thảo và những người bạn. Thì trong đó chương trình của Thảo thì có những bài về classic và Thảo có soạn một số bài để mà hát gọi là hát bán cổ điển cho và mời một số ca sĩ hát và Thảo soạn cái phần guitar riêng cho cái bài hát đó. Âm nhạc đối với Phương Thảo cũng như là đối với cuộc sống của chúng ta rất là cần thiết. Yeah. Nhưng mà với nghệ sĩ Phương Thảo thì như thế nào? Dạ, những lúc mà giống như lúc bé thì thật sự là mình trải qua một cái tuổi thơ của mình học quá nhiều, mình không có thời gian để mình chơi giống như là những bạn đồng trang lứa của mình, coi như là vừa học chữ vừa học đàn và học tất cả những cái môn gì thuộc về gọi là đàn. Dạ. Rồi sau đó thì lớn lên đi dạy và trong cái quá trình học
thì cái niềm đam mê nó đến với mình từ lúc nào mình không biết, và cứ theo mình suốt như vậy cho tới tận bây giờ, nó giống như một cái nghiệp luôn của mình chị. Và Phương Thảo thấy là mỗi người chúng ta đó, trong cuộc sống rất là bận rộn hàng ngày, yeah. Trong những cái lúc mà chúng ta cảm thấy buồn chán thì âm nhạc cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều, phải không Phương Thảo? Dạ đúng rồi chị. Dạ vâng. Và thưa quý vị, Phương Thảo cũng là một cô giáo dạy về đàn guitar. Cô có cái lớp học tại Orange County hả? Dạ, Thảo có dạy ở Orange County về ví dụ như VQT Music hoặc là OC Orange County Music Academy. Và sau đó cũng có thể là dạy private nữa. Dạ, yeah. Tức là ai mà cần học thì có thể gọi Thảo. Wow. Yeah. Ước gì mà Thảo ở San Diego để chúng ta có thể đến để mà thọ giáo, phải không quý vị? Thảo có những cái dự tính gì trong tương lai về sinh hoạt văn nghệ của Thảo? Ngoài cái việc giảng dạy. Ngoài việc giảng dạy thì bây giờ hiện tại thì Thảo vẫn tham gia biểu diễn và vẫn sinh hoạt với cộng đồng ở miền Nam Cali mình. Là lúc trước là ở San Diego, ở Lido Sài Gòn, và bây giờ được chị Vân Anh để kết nối với các khán giả của San Diego để mình có thêm một cơ hội để mình biết thêm một khán giả của mình. Dạ và vâng. Để mình giới thiệu cái tiếng đàn của mình tới đến với mọi người. Yeah. Phương Thảo nghĩ như thế nào nếu mà các em, các bạn trẻ của chúng ta cũng như là quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình của chúng ta mà các em thích về cái bộ môn nhạc cổ điển, thì Phương Thảo có một cái lời khuyên cũng như là có lời chia sẻ gì đối với các em đang bước vào cái ngưỡng cửa là muốn đi vào cái chọn âm nhạc là cái major của mình. Dạ, nếu mà chọn âm nhạc thì không riêng gì cổ điển mà bất cứ loại nhạc cụ nào hoặc là bất cứ loại nhạc nào trên thế giới cũng vậy, chỉ cần niềm đam mê và mình sống hết mình cho nó và mình cứ trải nghiệm từ từ và mình tích lũy những cái kinh nghiệm cho mình thì mình sẽ đạt được những cái ước mơ và mình muốn thôi. Dạ, cũng giống như Thảo hồi bé cho tới bây giờ đó chị. Và tới đây thì chắc chúng ta mời cô Phương Thảo gửi quý vị một nhạc phẩm nữa ha. Qua ngón đàn của Phương Thảo, nhạc phẩm gì? Dạ, để bài tiếp theo thì Thảo sẽ gửi đến quý khán giả cũng như chị Vân Anh một tác phẩm hơi vui nhộn trong cái dòng nhạc của guitar của mình, bài Bolero Flamenco. Wow, mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Thank you.
ơn Phương Thảo rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức hai nhạc phẩm qua ngón đàn tuyệt vời của nghệ sĩ Tây Ban Cầm Phương Thảo. Phương Thảo ơi, như vậy trong thời gian thật là gần sắp tới thì Phương Thảo có một cái dự tính gì không? Có một cái chương trình gì đó tại Orange County hoặc là tại San Diego chẳng hạn? Dạ, cảm ơn chị Vân Anh là cầu nối cho Thảo với lại các khán giả của San Diego. Và Thảo cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới này là một ngày gần đây thì hy vọng là cộng đồng San Diego của mình sẽ tiếp nhận Thảo giống như là một thành viên của cộng đồng San Diego, và Thảo sẽ mang một cái chương trình đến để cho các khán giả có những cái thưởng thức mới hơn. Và đối với về âm nhạc ạ, quý vị vừa theo dõi trong chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ của VNTV với nghệ sĩ guitar cô Phương Thảo. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và chúc cho Phương Thảo càng ngày càng thành công hơn trên con đường sự nghiệp về âm nhạc của mình, cũng như là quý vị sẽ đón nhận được sự yêu thương của quý vị khán thính giả ở khắp nơi. Dạ, cảm ơn chị Vân Anh đã có tạo điều kiện cho Thảo đến với lại cộng đồng San Diego, và cũng cảm ơn đài VNTV đã giúp Thảo kết nối với lại các khán thính giả tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt.